bạn cần biết điều này trước khi tham gia đầu tư vào thị trường crypto. Có rất nhiều anh chị và các bạn hỏi Roy và Steve về cái cách đầu tư thành công ở trong thị trường crypto. Trước khi chia sẻ về vấn đề thành công thì chúng ta sẽ phải nói đến vấn đề sai lầm ngay từ đầu. Đa phần mọi người đầu tư vào thị trường crypto đều với một khoản tiền và mong muốn làm giàu nhanh từ những khoản tiền đó. Chính vì vậy mà mọi người luôn đặt cho mình một cái áp lực về tâm lý rằng chúng ta phải tìm được những cái cơ hội nhanh chóng, những cái kèo hay là những cái trend đi trước người khác. Thực tế thì không có diễn ra thuận lợi giống như chúng ta mong muốn, và rủi ro ở trong thị trường crypto thì cực kỳ là lớn và nhiều. Còn sống được ở trong thị trường này hay không, đó mới là vấn đề của đầu tư. Vì vậy mà mọi người hãy suy nghĩ theo một chiều hướng đúng hơn, đó là chúng ta đầu tư là cần phải dùng tư duy, cần phải dùng chiến lược, cần phải dùng tri thức của chúng ta để chúng ta đưa ra những chiến thuật dài hạn, những cái cách để chúng ta có thể chống được những con bão, cách để chúng ta có thể sống được bền vững trong một trận chiến. Nếu như chúng ta trở thành cái người chiến thắng cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái thành quả rất là lớn. Đầu tư thì là một quá trình, không phải là một ván bài. Chúc mọi người đầu tư thành công.